Alo, à, chào bạn. Để đã mới đủ cầu một số bạn về chất vấn về đầu tư bắt đáy, và nhiều bạn cũng hỏi tôi là cuối năm bắt đáy thì bắt đáy cổ phiếu nào để đầu tư dài hạn trước, và cho một vài cổ phiếu để định hướng đầu tư trong 2018. Đã được khẳng định là đầu tư 2018 là đầu tư dài hạn mà. Tôi không nói lướt sóng này mà. Thì các bạn hỏi thì mình cũng giới thiệu các bạn một số cổ phiếu để các bạn có cái hướng để đầu tư. Thì tôi sẽ phân tích một số cổ phiếu tốt và cổ phiếu tăng trưởng, một số cổ phiếu mà tôi thấy là nó khả năng 2018 nó còn tăng trưởng nữa và còn sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn nhiều nữa. Thì đến giờ này thì các bạn, nếu mà các bạn xem là những cổ phiếu tôi đã làm cách đây một năm, là tháng 11, tháng 12 năm ngoái, thì các cổ phiếu giả sử như cổ phiếu Hòa Bình tôi giới thiệu đó, thì tháng 11 năm ngoái thì đến giờ này nó đã tăng khoảng gấp 3 lần, giá 24, 25 giờ này nó đã là chia cổ tức bằng cổ phiếu bằng tiền, thì giờ này nó ở vùng là 50 bốn mấy, cả đỉnh điểm của nó lên đến 66 dừng lại. Cái đó là cổ phiếu Thế Giới Di Động, tôi giới thiệu khoảng lúc 140, 150 trước chốt. Tính giờ này nữa thì nó đã gần khoảng chắc khoảng 400, hơn 400 ra chốt rồi. Trước chốt chia cổ phiếu 11 rồi cổ thì mới một năm rồi thôi. Rồi một cổ phiếu mà tôi cũng giới thiệu lúc giá nó 31.000, 30, 31.000, và cổ phiếu này giá giới thiệu hồi tháng 12, tháng 1 năm ngoái 2007 thì là chỉ cũng cũng chưa tròn một năm. Thì các bạn thấy cái rất cổ phiếu rất hiếm hoi, những cổ phiếu tôi lựa kỹ và tôi giới thiệu cho các bạn đầu tư dài hạn. Còn lướt sóng thì tôi thì không 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 rõ lắm. Thì cách nhìn lại ba cổ phiếu cơ bản đó, tôi còn giới thiệu một vài cổ nữa đó, nhưng mà gần phần như là nó cổ phiếu nào nó cũng phải tăng 2 lần, 3 lần trở lên. Thì HCM mà các bạn, giá 30, 31 năm ngoái và là giờ này nó đã nhận cổ tức rồi, nhưng mà nó đã xấp xỉ 60 ngàn mới một chưa đầy một năm qua. Thì hôm nay đáp ứng nhu cầu của bạn thì tôi cũng giới thiệu một số cổ phiếu mà tôi nghĩ năm 2018 nó sẽ tương đương với ba cổ phiếu mà cuối năm 2016 tôi giới thiệu như rồi các bạn ơi. Các bạn nếu có niềm tin thì tôi đảm bảo các bạn là từ tăng gấp đôi trở lên chứ không tệ. Thì đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn đó là một cổ phiếu là VCS, cái cổ phiếu là cổ phiếu là vật liệu mới, là nó nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc. Nó có 5 dây chuyền sản xuất và nó được ưu đãi thuế một dây chuyền sản xuất mới này, thì rồi nó tăng lên mạnh, nó có cái miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế trong cái doanh nghiệp trong khu công nghệ cao đó. Thì các bạn thấy VCS là các bạn tự tìm hiểu thì nó có biết, là tôi nói thêm một số khía cạnh mà các không biết. Đây là một cái nhân vật chủ tịch là Hồ Xuân Ngăn này, thì nó gần như tôi thấy là trên sàn hiếm có người nào được như vậy. Đấy, nhiều lần ông ta trả lời trên VTV1, trên đài truyền hình Việt Nam, thì ông ta nói là làm vì cái đam mê thì có một cái sản phẩm, một cái thương hiệu gì đó cho quốc gia, chứ không phải vì tiền. Tất cả ông ta đã từng nói là một năm ông ta làm ra 300 400 tỷ thì ông ta cũng không thể ăn xài kiểu nào hết, chỉ làm một có một cái gì đó. Đó, và đúng như như vậy, VCS là cổ phiếu có cái công nghệ sản xuất đá thạch anh, đá granite, thuộc nhóm 4 công ty trên thế giới. Tôi nhắc lại là 4 công ty trên thế giới, vào cái nhóm là 4 công ty trên thế giới có công nghệ và sản xuất ra được những loại đá thạch anh để trong trang trí, trong xây dựng. Và sản phẩm của cái doanh nghiệp này chủ yếu xuất sang châu Âu, sang Úc, sang Mỹ. Thì các bạn nhìn thấy cái lợi nhuận nó tăng đây 6 7 năm liên tục, năm sau tăng cao hơn năm trước. Và cái quý cũng như theo tôi theo dõi quý thì hiện nay nó cái lợi nhuận của cái quý của doanh nghiệp này nó khoảng 11 12 quý tăng liên tục, quý sau cao hơn quý trước. Dù như quý 3 rồi nó là 267 tỷ, nhưng mà quý 2 nó là 398 tỷ, thì nó do nó cái hoàn thuế thôi, chứ còn quý 2 nó khoảng khoảng 220 tỷ chẳng hạn.
Như quý 4 này dự kiến nó cũng khoảng trên dưới là tôi dự đoán khoảng từ 270 đến 300 tỷ. Thì vừa rồi cũng có thông tin là mới ngày mùng 10 tháng 12 thôi nó đã là người ta dự kiến là nó hoàn thành là 100 1.111 tỷ, tức là tương đương với cái quý 4 này khoảng 270 tỷ. Nhưng mà đó mới khoảng hôm mùng 10 tháng 12 thôi, cái tin này nó đã xuất hiện trên 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 truyền thông rồi. Đấy, thì đến hôm nay và tôi nghĩ cuối quý này có khả năng là quý 4 này doanh nghiệp này sẽ đạt được được 290 300 tỷ lợi nhuận quý 4 chẳng hạn. Thì các bạn thấy nó tăng trưởng rất là ấn tượng các năm sau, các năm trước. Cái năm nếu năm 2016 nó là 675 tỷ thì giờ này nó là 1.001 tỷ, thì có thể là hơn 1.001 tỷ. Thì cái con số rồi đó, các bạn thấy cái khối lượng lưu hành nó có 80 triệu cổ phiếu à, mà nó lợi nhuận đạt con số này thì rất là kinh khủng. Vốn điều lệ 800 tỷ mà lợi nhuận nó một hơn 1.001 tỷ, và kế hoạch năm sau còn tăng nữa. Ông chủ tịch đã nói là thấp nhất là trung bình mỗi năm phải tăng trưởng 20% trở lên. Nhưng mà đến giờ này thì năm 2017 thì nó đã tăng hơn 80% so với 2016 rồi. Đó là ông chủ tịch hơi còn khiêm tốn. Và có một cái điểm hay nữa là ông chủ tịch này là nói được làm được, ban lãnh đạo công ty này là nói được làm được. Mua mỗi lần đăng ký mua cổ phiếu là mua đủ, và lần gần đây nhất là ngày 11 tháng 10 12 2017 là ông lãnh đạo Phượng Hoàng Xanh do ông chủ tịch sở hữu 90% thì đăng ký mua 2,67 triệu cổ phiếu nữa. Thì đăng ký là chỉ cái có từ 12 đến 29 tháng 12 này là kết thúc thôi, nghĩa là còn khoảng mấy ngày nữa để ông mua. Và tôi theo dõi mấy ngày qua thì thấy là cái thỏa thuận là giá 252.000 nó đạt được hơn 2 triệu mốt cổ phiếu rồi, có thể còn khoảng cỡ 600.000 cổ phiếu nữa thì có thể mua thỏa thuận trong một phiên hai phiên nữa. Có thể là nó đã đủ số lượng này thì cổ phiếu VCS này sẽ được tập đoàn Phường Xanh A và A giữ rất lớn, và cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường ngày càng ít đi, và tôi dự kiến tương lai nó còn tăng rất mạnh nữa do quy luật cung cầu của cổ phiếu. Nhưng mà với điều kiện là các bạn phải giữ dài hạn ấy, không 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 tại vì cái môi trường xuất khẩu một cái doanh nghiệp mà xuất khẩu lợi nhuận hàng ngàn tỷ cái này mà tỷ lệ xuất khẩu là 90% bán trong nước rất ít và xuất khẩu cho những nước tiên tiến trên thế giới, thì cái này cái rất quý. Và đây là một cái ngành vật liệu mới, một cái ngành này là Việt Nam rất khuyến khích để phát triển một ngành vật liệu mới để giảm ô nhiễm môi trường và sản xuất với môi xanh. Thì đây là một cái doanh nghiệp tôi đánh giá hiện nay là hàng thâu trên trên cả hai sàn chứng khoán Việt Nam. Và nếu các bạn coi lại trong lịch sử thì VCS nó là từ ngày nó tách ra từ ra độc lập khỏi Vinaconex thì khoảng 2013 14 đến nay, nếu nhìn lại lịch sử từ 2013 đến nay thì nó nếu các bạn thấy nó tăng khoảng gần 20 lần, 19 đến 20 lần. Đó là nó tăng nó chưa dùng chưa nó tính đến nếu bạn nào dùng mặt kim có thể là khác hơn cao hơn nữa đó. Mới khoảng 3 4 5 năm đây thôi mà tăng gần 20 lần. Đó. Thì tương lai với cái đà này thì nó còn tăng ít nhất trong một thời gian nữa. Đó. Thì các bạn cứ yên tâm, không có đầu tư gì rằng cứ mua rồi bỏ nó quên, cất vào tủ quên một vài năm sau nhìn lại thì cổ phiếu thì tôi đảm bảo các bạn với một những cái ban lãnh đạo như vậy, với cái môi trường lợi thế cạnh tranh như vậy, vật liệu mới, công nghệ mới và đứng hàng thứ tư về sản xuất gạch men, gạch thạch granite, gạch thạch anh trên thế giới như vậy thì chẳng những là VZ có tiếng mà Việt Nam cũng có tiếng thơm lây trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và công nghệ mới này. Đấy, thì các bạn chú ý tới theo dõi cái cổ phiếu này. Thì cũng liên quan tới vật liệu xây dựng, vật liệu mới, công nghệ mới, vật liệu xây dựng thì có một cổ phiếu các bạn cũng cũng lưu ý nữa là con CVT. Con này gần đây cũng thay đổi nhiều nhà máy, nhiều nhiều dây chuyền sản xuất mới để đưa ra những cái sản phẩm mới và chiếm thị phần ở phía Bắc khoảng 4 đến 5% để thị phần trong lĩnh vực gạch men cao cấp. Thị phần phía Nam thì đang bán dần dần
Nhưng mà các bạn thấy cái lợi nhuận từng quý của doanh nghiệp này đang tăng tay đều đều lên, và tháng 12 này có thể sẽ đưa thêm một cái dây chuyền sản xuất mới nữa sẽ đưa vào. Và tương lai đối với ở thị trường Việt Nam thì cái lớp trẻ mà từ 30 đến 40 tuổi rất là nhiều, và hiện nay là mua sắm nhà sửa, các bạn thấy là xây dựng bất động sản phát triển rất mạnh đó. Thì là cái nhu cầu trong tương lai của thị trường Việt Nam, cái gạch men thì nó tăng rất là mạnh. Các bạn thấy là cái nhu cầu của thị trường đã có. Đó. Nếu cách đây chừng 5 năm, 10 năm về trước, các cái nhà trọ mà dùng cái gạch men thì nó thấy rất là hiếm, hoặc là cái nhà cho thuê ít khi ai dám cái gạch men, nó dùng cái gạch men. Nhưng mà hiện nay ngay cả các nhà trọ, nhà cho thuê hay nhà cấp 3, cấp 4, tất cả người ta dùng nhiều gạch men rất nhiều. Thì nó vừa sạch sẽ mà tiết kiệm, thì tôi đánh giá đây là một cái sản phẩm. Mà theo những cái báo cáo gần đây của lãnh đạo của công ty CVT này, thì cái lượng mấy cái dây chuyền sản xuất của nhà máy hiện nay là bán sản xuất không đủ cầu, không đủ bán ra ngoài thị trường. Thì các bạn theo dõi cái doanh nghiệp này, nếu đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp này thì nó cũng rất là tiềm năng. Và tôi nghĩ những cái doanh nghiệp VCS hay là CVT đối với cả năm 2018 thị giá tăng lên gấp đôi, tính cả cổ tức và cổ phiếu chưa thưởng nữa, thì chị nó rất rất dễ, không không khó đối với những cái cổ phiếu kiểu này. Tuy nhiên CVT có một cái mà gần đây nhiều cái rung cái diễn đàn không không thích, đó là lãnh đạo đăng ký mua gần đây những lần nào cũng mua không đạt. Thì tôi soi kỹ những cái này thì thấy cũng có một cái lý do là họ đăng ký mua với điều kiện là họ giao dịch khớp lệnh, không 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 có cái từ thỏa thuận trong đó. Mấy lần gần đây thấy thấy những cái công bố thông tin là không có từ thỏa thuận, nên khớp lệnh trực tiếp thì sẽ có những cái phụ thuộc vào những cái điều kiện mua trên sàn giao dịch, rồi ràng buộc những cái điều kiện quy định nữa, chứ không phải là mua dễ như như thỏa thuận. Đặt lệnh trên sàn thì nó khó hơn đó. Thì tuy nhiên về lâu về dài thì doanh nghiệp này hiện nay cũng cổ phiếu trôi nổi rất nhiều, tức là những cổ phiếu mà cổ đông có đầu mối để theo dõi dữ liệu thì cũng còn còn hạn chế, nó không phải như là VCS nên cái đó. Nhưng khi mà các dây chuyền mới nó đưa vào sản xuất đầy đủ về cổ phiếu, nó tăng trưởng quá, cái lợi nhuận nó tăng đều đều hơn nữa, thì tôi nghĩ là cái lượng cổ phiếu càng ngày sẽ càng tiếp cung, và chẳng những vậy thì có thể là cái vốn vốn quá và vốn điều lệ doanh nghiệp thì phải nâng lên, hiện nay mới có 280 tỷ thì nó cũng chưa chưa cao lắm. Đó là cái doanh nghiệp này. Còn đến một cái doanh nghiệp sản xuất nữa, tôi xin giới thiệu sản xuất nữa là các doanh nghiệp các bạn thấy là thứ tư tôi giới thiệu các bạn, đó là cái cổ phiếu BNC, công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Đây là một cái ngành bán lẻ, vốn điều lệ của này mới 108 triệu cổ phiếu thì tương đương 1.008 tỷ. Thì tại sao tôi giới thiệu thêm ngành bán lẻ này, thì năm nay hai cổ phiếu ngành bán lẻ này tăng rất vượt trội, đặc biệt là Thế Giới Di Động. Như Thế Giới Di Động tôi không giới thiệu lại nữa, vì hồi đầu năm tôi đã giới thiệu rồi, lúc nó khoảng 140.000 thôi, lúc chưa chia tách. Thì bây giờ tôi không giới thiệu Thế Giới Di Động nữa, các bạn tôi tìm hiểu. Nhưng mà đây là cổ phiếu BNC, là cổ phiếu mới nổi lên và mới tái cấu trúc lại. Các bạn nhìn thấy cái lợi nhuận 2015 nó chỉ là 152 tỷ, nhưng qua 2016 nó vọt lên là 450 tỷ, và đây là cái lợi nhuận của 2017. Giờ này ba quý nó đã là 510 mấy tỷ, ba quý nó là 517 tỷ. Như vậy thì còn một quý cuối cùng nó có thể nó sẽ vọt lên, tôi nghĩ là phải 700 mấy 800 tỷ, chuyện nó bình thường. Như vậy thì nó tăng từ 517 tỷ năm ngoái, năm nay lên gần 700-800 tỷ, thì con số này rất là dữ. Và mấy năm gần đây là BNG tái cấu trúc và mở rộng cửa hàng rất là đáng kể. Tái cấu trúc về đưa đi vào cái cốt lõi của sản xuất kinh doanh, cái ngành mà BNG có lợi thế cạnh tranh nhất, và mở rộng cái chuỗi cửa hàng rất lớn, rồi một số cái sản phẩm rồi nâng cao của cái ngành nghề trong lĩnh vực của mà BNC đang đang có lợi thế cạnh tranh. Thì
Tôi dự đoán trong trong cái quý hai quý cuối năm và quý Tết này thì BNC sẽ tăng trưởng cũng cũng khá mạnh về thị giá và cái doanh thu cũng như giống lượng lợi nhuận. Đó, thì đây là một cái doanh nghiệp bán lẻ mà có thể là tương lai các bạn thấy nó còn ấy, người châu Á và người Việt Nam mình thì rất chuộng cái loại vàng nữ trang, thì các bạn còn nghiên cứu thêm cái cổ phiếu BNC này. À, đầu tư dài dài hạn đối với cổ phiếu này tôi nghĩ thì ít gì trong năm 2018 cũng ăn phải từ 50 lần lợi nhuận, phải phải 50% trở lên đó, có khả năng 100% nếu thị trường tốt hỗ trợ. Đó là bốn cổ phiếu tôi giới thiệu. Còn dĩ nhiên mà lĩnh vực tài chính chứng khoán thì trong chứng khoán năm ngoái tôi đã giới thiệu cổ phiếu HCM. Thì dĩ nhiên trên thị trường chứng khoán nhiều cổ phiếu chứng khoán mà trong đó có một số mã tốt như là VND hay là SSI. Tuy nhiên VND thì nó còn cái room nước ngoài đang bị khóa chặt, nó lại khó xử. Bây giờ này cái tỷ lệ là chưa chốt cổ tức nó chưa ấy. Còn SSI thì các bạn biết rồi, cổ phiếu nó nhiều và nó cũng có với cái ESOP nó cũng nhiều, dẫn đến một số nhà đầu tư cũng 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 không thích. Còn cái năm nay tôi giới thiệu các bạn SHH, cổ phiếu này quý vừa rồi là chiếm thị phần đứng đầu sàn Hà Nội, và cổ phiếu này vốn điều lệ cũng đang còn thấp, mới 1.000 tỷ. Đấy. Nhưng mà thị phần cũng thấp, lợi nhuận thì đang tăng đều đều, đang tăng ổn. Và đây là một cái cổ phiếu cũng đáng để các bạn theo dõi trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính chứng khoán. Tuy nhiên cổ phiếu ngành chứng khoán thì nó biến động rất lớn, các bạn sẽ kiên nhẫn dữ lắm mới được giữ được dài hạn lâu, tại vì nó biến động lên, thị trường đã đỏ thì nó đỏ trước thị trường, thị trường xanh thanh khoản lớn thì nó lại tăng trước và nó tăng mạnh hơn thị trường. Đây là những cổ phiếu rất là nhạy cảm với thị trường đó, nên các bạn chú ý theo dõi những đặc tính của cổ phiếu ngành chứng khoán là vậy. Tuy nhiên thì trong năm 2018 sắp tới, mới đầu năm thôi, kế hoạch tháng 1 thôi là hàng loạt các công ty đã IPO như là BV Oil hay là dầu lọc dầu Dung Quất, thì hàng loạt những công ty lớn sẽ IPO và lên sàn, thì năm 2018 kỳ vọng sẽ năm là rất tốt cho với công ty chứng khoán, ngành tài chính cũng chung cũng hưởng lợi theo. Thì giới thiệu một số cái cổ phiếu cơ bản mà tôi phân tích để thấy những cái view của tôi, những cổ phiếu cơ bản như vậy. Còn tùy tình hình các bạn, tùy khẩu vị của các bạn để các bạn đầu tư như thế nào, làm sao mà nó có hiệu quả tới, thì các bạn từ từ sẽ đầu tư kiến thức cho mình và học hỏi cho mình để cách đầu tư hiệu quả nhất cho mình. À, còn nền tảng cơ bản, nếu các bạn không thích nước sống không thì tôi đảm bảo những cổ phiếu tôi giới thiệu vừa rồi thì theo thứ tự trong năm 2018 chắc chắn các bạn sẽ lợi nhuận rất nhiều với cái đà tăng trưởng phát triển tốt của thị trường. À, xin chân thành